Quý vị khán giả thân mến, xin mời quý vị tiếp tục trở lại với sân Pleiku để chuẩn bị theo dõi hiệp 2 trận đấu giữa hai câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai và Sông Lam Nghệ An. Ở trong hiệp 2 này thì Hoàng Anh Gia Lai sẽ là đội giành quyền giao bóng và họ sẽ bảo vệ khung thành ở phía bên tay phải màn hình của quý vị. Hiệp 2 của trận đấu đã được bắt đầu. Tỷ số trên sân Pleiku hiện tại đang là 1-0 nghiêng về phía Sông Lam Nghệ An với bàn thắng của Hector. Hiệp đấu đầu tiên diễn ra khá cân bằng. Sông Lam Nghệ An đã ghi được bàn thắng từ một pha xử lý khéo léo của Hector và sai lầm từ phía hậu vệ và thủ môn của Hoàng Gia Lai. Ở phút cuối hiệp 1 thì tiền đạo Oseni bên phía đội chủ nhà cũng đã có được một tình huống xử lý rất đẹp mắt. Ông đi chạm đúng cột dọc khung thành của thủ môn Nguyên Mạnh. Đó cũng là cơ hội tốt nhất của Hoàng Gia Lai trong hiệp đấu đầu tiên. Đức Dương, Oseni vẫn chưa thể dứt điểm. Vừa rồi thì Đình Đồng là người đã can thiệp đúng lúc. Khả năng hỗ trợ và bỏ lót cho nhau của các hậu vệ bên phía Sông Lam Nghệ An đã được thể hiện thành công ở trong hiệp đấu đầu tiên. Hiệp 2 sẽ là thời điểm mà Hoàng Gia Lai sẽ phải nỗ lực hết mình. Đình Đông, Kevin Bryan, pha bóng dành cho Phùng Văn Nhiên. Tuổi tác khiến cho Phùng Văn Nhiên khó lòng có thể theo kịp những tình huống bóng như vừa rồi. Đội chủ nhà Hoàng Gia Lai cho thấy nỗ lực dâng cao đội hình và thực hiện ép sân ở ngay đầu hiệp 2. Trong hiệp đấu đầu tiên thì trọng tài đã rút ra 3 thẻ vàng dành cho Bùi Va Long, Hồ Ngọc Luận và Ba Xây của Hoàng Gia Lai. Cho đến thời điểm hiện tại thì Hoàng Gia Lai cũng là một trong số 4 đội bóng vẫn chưa một lần phải lĩnh thẻ đỏ ở mùa giải năm nay. Nguyên Mạnh vẫn đang chơi rất ổn định trong thành của Sông Lam Nghệ An. Đình Hoàng, phong độ xuất sắc của Đình Hoàng và khả năng phối hợp tốt cùng với Trọng Hoàng khiến cho Âu Văn Hoàn giờ đây đang phải làm quen hơn với băng ghế thiết bị của Sông Lam Nghệ An. Hồ Ngọc Luận, đường chuyền của Bùi Văn Long, Đức Dương, Sông Lam Nghệ An phản công. Hector rất nhanh qua được hai cầu thủ của Hoàng Gia Lai, vẫn đang là Hector. Đây là một cơ hội dành cho Sông Lam Nghệ An. Plaza, hoan hô Ba Xây áp bàn. Một cơ hội thật sự dành cho Willis Plaza để anh có thể ghi bàn cho Sông Lam Nghệ An. Nhưng vừa rồi thì Ba Xây đã thấy khả năng phản xạ của anh. Một pha đột phá đầy dũng mãnh của Hector.
Willis Plaza đã sút ngay sau đường truyền của Hector, nhưng Barcelona đã phản xạ kịp thời. Tỷ số vẫn đang là 1-0 và Sông Lam Nghệ An vẫn đang là đội bóng dẫn trước. Cũng giống như ở hiệp 1, hiệp 2 vẫn đang diễn ra với một tốc độ cao. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa pha bóng đáng chú ý nhất của hiệp đấu đầu tiên với tình huống ghi bàn của Hector. Một pha bóng mà Hector đã xử lý rất khôn ngoan. Oseni! Ở trong hiệp 2 này thì đội chủ nhà đang có xu hướng dâng đội hình lên cao hơn. Quý Sửu, Phùng Văn Nhiên đã có lỗi việt vị đối với Bùi Văn Long. Oseni vẫn đang là trung phong của đội chủ nhà. Và quả thực từ đầu trận đến giờ thì mọi đường bóng của Hoàng Gia Lai đều dành cho cầu thủ mang áo số 9 này. Và cũng chỉ có Oseni là người có thể gây ra lo lắng đối với hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An. Đình Hoàng vẫn đang chơi với một phong độ rất cao. Phùng Văn Nhiên không hề có lỗi việt vị đối với Lê Hoàng Thiên. Ở phía trong đang là Oseni. Đường truyền không chính xác của Lê Hoàng Thiên. Với một cầu thủ như Oseni ở phía trong thì điều cần làm với Hoàng Thiên ở trong tình huống vừa rồi là một đường căng ngang chứ không phải là một đường bóng bổng như vừa rồi. Hector. Lại là một pha đột phá của Hector. Có rất nhiều những hướng tấn công và những phương thức khác nhau của Sông Lam Nghệ An để họ có thể gây ra nguy hiểm đối với khung thành của Hoàng Gia Lai. Đức Dương. Vẫn là Đức Dương. Dứt điểm. Bóng đúng vào vị trí của Nguyên Mạnh. Đức Dương đang chơi khá tốt. Một lần nữa thì Trọng Hoàng lại vượt qua được Phùng Văn Nhiên. Plaza. Hector. Hector hơi chần chừ. Anh đã lưỡng lự giữa quyết định dứt điểm và quyết định chuyền bóng cho Plaza. Khoảng 5 phút vừa rồi là quãng thời gian mà Hector chơi rất nổi bật. Một chút chần chừ và lưỡng lự đã khiến cho cơ hội qua đi trước mũi giày của Hector. Bây giờ đến lượt Sông Lam Nghệ An lại là đội bóng chơi phòng ngự phản công. Họ vẫn đang dẫn bàn. Và với những người có khả năng đột phá tốt thì lối chơi này của Sông Lam Nghệ An sẽ tạo ra nguy hiểm cho khung thành của thủ môn Basay Apan. Đình Hoàng vẫn đang chơi rất hay. Cả phòng ngự lẫn tấn công thì số 6 của Sông Lam Nghệ An đều đang cho thấy được khả năng của mình. Dương Văn Phò. Bùi Trần Vũ. Ở phía trên của Hoàng Gia Lai thì Oseni vẫn đang rất tích cực chạy chỗ và di chuyển.
Đình Hoàng, Ngọc Hải, Plaza rất mạnh. Hết Hector rồi lại đến Plaza thực hiện những pha qua người đẹp mắt. Hector đang quảng xuyên rất tốt khu vực giữa sân. Anh liên tục có được những tình huống qua người dễ dàng. Một trong những tình huống như vậy đã tạo cơ hội cho Gullit Plaza. Oseni, Hoàng Thiên, Nguyên Mạnh một lần nữa xuất sắc. Nếu như có Evano ở trong trận này thì bài toán tấn công của Hoàng Gia Lai có thể sẽ trở nên dễ dàng hơn đối với họ. Hoàng Thiên không phải là cầu thủ có sức bền tốt và tốc độ cũng không phải là điểm mạnh của cầu thủ này. Oseni rất khỏe. Quả đá phạt góc dành cho Hoàng Gia Lai. Nếu như trong những phút sắp tới tình hình không có nhiều thay đổi đối với đội chủ nhà thì rất có thể huấn luyện viên cho Yoon Gyum sẽ tăng cường hàng công. Thủ môn Nguyên Mạnh vẫn đang có những tình huống xử lý rất chắc chắn. Plaza. Chưa có sự thay đổi nào của cả hai đội. Một quả đá phạt trực tiếp dành cho Sông Lam Nghệ An. Trọng tài cho rằng Kevin Bryan đã bị phạm lỗi. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Đó dường như là một quyết định xử phạt hơi nặng đối với đội chủ nhà khi Kevin Bryan là người chủ động. Từ đầu trận đến giờ thì các cổ động viên của Sông Lam Nghệ An vẫn đang tạo ra một không khí rất tuyệt vời ở trên khán đài của sân Pleiku. Và khí thế từ phía các nhóm cổ động viên của hai đội đang tạo nên sức sống rất lớn cho trận đấu cùng với một thế trận sôi nổi ở dưới mặt sân. Đây sẽ là cơ hội cho Công Vinh. Một quả đá phạt trực tiếp với điểm đặt bóng nằm cách không xa là mấy so với khung thành của Basay Apan. Một góc đá phạt mà Công Vinh đã từng rất nhiều lần ghi được bàn thắng trong sự nghiệp của mình. Công Vinh, cú đá phạt lần này tốt hơn rất nhiều so với cú đá của Công Vinh ở trong hiệp 1. Bóng đi căng nhưng vẫn vừa ra ngoài khuôn khổ khung thành của Basay. Số bàn thắng của Công Vinh ghi cho Sông Lam Nghệ An ở mùa giải này vẫn đang dừng lại ở con số 5. Quý Sửu, Phùng Văn Nhiên, đường truyền của Trần Vũ, Phùng Văn Nhiên, Oseni không kịp. Đáng tiếc đối với Oseni. Hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An vẫn đang rơi rất chặt chẽ, mà Đình Đồng là người liên tục bó vào trong để hỗ trợ cho cặp trung vệ là Hoàng Thịnh và Mạnh Hùng. Trận đấu vẫn đang có một khí thế rất lớn từ lối chơi của hai bên.
Người chơi sư bị cho Đình Hoàng ở trong trận này là Âu Văn Hoàn. Những sự nổi lên của cao thủ như Đình Hoàng, như Ngọc Hải, như Nguyên Mạnh và Mạnh Hùng là một tiếng đáng mừng của bóng đá xứ Nghệ nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Ở mùa giải này thì huấn luyện viên Hữu Thắng một lần nữa trình làng những gương mặt trẻ và cũng đã thi đấu rất hay để góp công lớn vào chiến tích 7 trận bất bại liên tiếp của Sông Lam Nghệ An. Đoàn Marcelo chuẩn bị được vào sân. Ở Hoàng Gia Lai thì vị trí của cầu thủ này là vị trí trung vệ, nhưng rất có thể là Đoàn Marcelo cũng sẽ được huấn luyện viên Choi Yun-gyum sắp xếp chơi trên hàng công để hỗ trợ cho Oseni. Trước đây khi còn thi đấu tại Huế thì Đoàn Marcelo cũng là người quen thuộc với vị trí trên hàng tấn công. Bùi Trần Vũ đã ra nghỉ và thay thế cho anh là Đoàn Marcelo. Lê Hoàng Thiên sẽ được kéo xuống để đá tiền vệ. Đoàn Marcelo sẽ thi đấu trên hàng tiền đạo cùng với Oseni. Sự có mặt của cầu thủ mang áo số 22 bên phía Hoàng Gia Lai sẽ giúp cho đội chủ nhà có được sự đa dạng ở trong cách chơi tấn công. Ngoài những tình huống chọc khe để cho Oseni thoát xuống thì các pha bóng bổng cũng sẽ là lựa chọn của Hoàng Gia Lai ở trong những phút sắp tới để tận dụng chiều cao của Đoàn Marcelo. Bùi Văn Long, Đoàn Marcelo, không vào! Ngay sau khi vào sân thì Đoàn Marcelo đã tạo ra một điều kiện ghi bàn thuận lợi cho Đức Dương. Một pha bỏ lỡ khó tin của Đức Dương khi anh có mặt ở một cự ly rất gần với khung thành của Nguyên Mạnh. Đường chuyền chính xác của Bùi Văn Long và Đoàn Marcelo đã cao hơn tất cả để đánh đầu chuyền bóng hết sức thuận lợi cho Đức Dương. Nhưng thật khó tin là Đức Dương lại bỏ lỡ cơ hội ở trong một pha bóng như vậy. Đó đúng là một tình huống đáng tiếc đối với đội chủ nhà Hoàng Gia Lai. Kevin Bryan rất căng. Đó là một câu trả lời đầy sức mạnh của Sông Lam Nghệ An. Quế Ngọc Hải trở thành cầu thủ đầu tiên của Sông Lam Nghệ An phải nhận thẻ phạt ở trong trận này. Trận đấu vẫn đang diễn ra với một chất lượng chuyên môn rất cao và chúng ta dường như đang bị cuốn vào trận đấu này. Những tình huống công thành được thực hiện một cách liên tục về phía hai đầu cầu môn. Một tình huống đá phạt góc rất khó chịu của Đình Đồng. Bóng vắt ngang qua khung thành của Ba Xây. Quý Sửu, Hoàng Thiên. Hoàng Thiên đã được trở lại ở một vị trí quen thuộc hơn, một vị trí mà anh ít phải tham gia vào những tình huống đối đầu trực tiếp với những cầu thủ Sông Lam Nghệ An vốn có nhiều sức mạnh. Và khi trở về thi đấu ở vị trí nơi hàng tiền vệ thì cái chân trái rất kỹ thuật của Hoàng Thiên có thể sẽ phát huy hiệu quả bằng những đường chuyền dành cho Đoàn Marcelo hay là Oseni ở tuyến trên. Dương Văn Phò cũng vừa mới phải nhận thẻ phạt của trọng tài Ngô Quốc Hưng. Ngọc Hải, Willis Plaza,
Trận đấu giữa hai đội bóng đang rất đầu V-League hiện tại diễn ra rất gay cấn. Hector. Trọng Hoàng. Trọng Hoàng. Marseille đã đọc được tình huống xử lý của Trọng Hoàng. Đó là một đường chuyền dành cho Công Vinh, nhưng Marseille đã nhanh hơn so với cầu thủ mang áo số 89 của Sông Lam Nghệ An. Hoàng Thiên. Rất lăn léo. Oseni. Hoàng Thiên. Không được. Hàng phòng ngự của Sông Lam Nghệ An đang chống chịu sức ép tương đối tốt. Họ tạo ra một khả năng bọc lót cho nhau rất hiệu quả. Lúc này Sông Lam Nghệ An vẫn đang dẫn trước một bàn. Đức Dương. Quý Sửu. Đức Dương. Đức Dương là một cầu thủ mạnh ở trong những tình huống đột phá cá nhân. Việt Đức Dương bỏ lỡ một cơ hội rất ngon ăn ở trong hiệp đấu này, cũng là điều mà rất nhiều lần anh đã từng mắc phải khi sự tinh tế luôn là điều mà Đức Dương không có trong những pha kết thúc của mình. Đoàn Marcelo vẫn đang đá cặp tiền đạo cùng với Oseni. Bùi Văn Long. Plaza. Bây giờ thì Hoàng Gia Lai đang thi đấu với một đội hình dâng cao. Oseni. Trọng tài đã thổi phạt việt vị đối với Oseni. Các đội bóng đáng chú ý nhất của Hoàng Gia Lai vẫn tìm đến địa chỉ quen thuộc mang tên Oseni. Lần đầu tiên ở mùa giải năm nay mà Oseni không có đối tác quen thuộc là Evando. Cả hai đội đều vẫn đang thi đấu với một tinh thần rất cao. Điều đó giúp cho cao thủ chạy mà quên mệt. Quý Sửu. Quốc Hữu Long. Bùi Văn Long.
Pha xử lý rất tốt của Bùi Văn Long. Cú đá vừa rồi đã khiến cho thủ môn của Sông Lam Nghệ An có thể bị bất ngờ. Nhưng bóng đã chạm vào chân của một cầu thủ đối khách và đi ra ngoài. Liên tiếp là những tình huống được hưởng phạt góc của Hoàng Anh Gia Lai. Thêm một quả đá phạt góc nữa. Niềm hy vọng của Hoàng Anh Gia Lai ở trong những tình huống phạt góc với những quả cơ bóng vào bên trong chính là Đoàn Marcelo. Phùng Văn Nhiên. Một lần nữa thì Plaza đang là cầu thủ bị chấn thương. Trong hiệp đấu đầu tiên thì Plaza cũng đã có một pha va chạm mạnh đối với Bùi Văn Long. Vân Nhiên. Sông Lam Nghệ An bây giờ đang chấp nhận lùi sâu đội hình để củng cố sự vững chắc cho khung thành của Nguyên Mạnh. Hector chơi rất xông xáo và dũng mãnh. Sự lì lợm và khả năng phòng ngự chặt đang giúp cho Sông Lam Nghệ An đứng vững trước những pha hãm thành của Hoàng Gia Lai. Bây giờ là một quả đá phạt trực tiếp dành cho Hoàng Gia Lai. Nó vẫn đến từ một nỗ lực cá nhân của Oseni. Những giây phút đầy thử thách đối với hàng phòng ngự của đội bóng áo vàng. Oseni cố gắng thực hiện một pha đi bóng đầy dũng mãnh. Trong thời điểm đang tạo ra được sức ép tốt thì Hoàng Gia Lai sẽ cần phải chắt chiu cột của mình nếu như họ muốn tìm được bàn thắng gỡ hòa. Những phút vừa qua cũng đã chứng tỏ rằng Sông Lam Nghệ An là một đội bóng rất giỏi chống chịu sức ép. Họ đã thể hiện điều đó một cách rất rõ nét. Nhưng bây giờ là một tình huống cố định và là một thời cơ có thể nói là thuận lợi cho Hoàng Gia Lai. Thủ môn Nguyên Mạnh cũng đã bắt tốt từ đầu trận đến giờ. Và lúc này thì anh đang điều chỉnh hàng rào. Những diễn biến hết sức hấp dẫn ở phía trước khung thành của Sông Lam Nghệ An. Trọng tài rút ra thẻ vàng với Hector.
Tỷ số là 1-0. Người ghi bàn là Lê Hoàng Thiên. Một cú đá phạt rất kỹ thuật và có ý đồ rõ ràng của Lê Hoàng Thiên. Đến lúc này thì niềm vui mới trở lại với sân Pleiku và đó thật sự là một niềm vui bùng nổ. Hoàng Gia Lai đã gây sức ép rất mạnh mẽ và cuối cùng thì họ cũng đã có bàn thắng gỡ hòa. Những diễn biến đã qua của trận đấu này xứng đáng đây là trận cầu đinh của vòng 8 V-League 2013. Một trận đấu giữa hai đội bóng đang chia sẻ những vị trí nhất và nhì bảng và đang tạo nên những giây phút hết sức sống động và đầy cảm xúc. Tỷ số là 1-1 tại sân Pleiku và còn khoảng 15 phút nữa thì hết giờ. Chúng ta sẽ cùng xem lại cú đá phạt tuyệt vời này của Hoàng Thiên. Một cú đá đưa bóng đi ở tầm thấp. Đúng như chúng tôi đã nhận định khi trở về với một vị trí quen thuộc ở hàng tiền vệ và không phải tham gia vào những cuộc tranh chấp mất sức đối với cầu thủ của Sông Lam Nghệ An thì Hoàng Thiên đang phát huy sở trường nhờ lối chơi lắt léo và cái chân trái đặc biệt của anh. Công Vinh, Công Vinh, vẫn là Công Vinh. Vừa rồi thì Basay Apan đã khép góc kịp thời. Một pha xử lý ngẫu hứng của Công Vinh và của cả Basay Apan nữa. Rất nguy hiểm. Cú đánh đầu của Willis Plaza. Cơ hội liên tục được tạo ra về phía hai cầu môn. Tiếp tục là một quả đá phạt trực tiếp của Hoàng Gia Lai. Oseni. Cú đá từ xa của Oseni. Vừa rồi thì Oseni đã quyết định dứt điểm chứ không chuyền bóng sang bên phía cánh phải khi mà Bùi Văn Long đang âm thầm dâng lên. Trận đấu đang cho thấy một tốc độ cao. Tỷ số đang là 1-0. Trọng Hoàng. Rất nhiều lần trong trận đấu này Trọng Hoàng nhờ nền tảng thể hình và thể lực hơn hẳn so với Phùng Văn Nhiên đã có được những pha qua người dũng mãnh. Khuất Hữu Long. Đây là lúc mà tinh thần của đội chủ nhà đang dâng cao và sự lo lắng với huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng là điều mà chúng ta có thể hiểu được khi mà đội bóng của ông vẫn đang gặp phải một sức ép lớn. Một không khí thật tuyệt vời tại V-League. Và nếu như quý vị có giống như tôi đang có mặt tại sân Pleiku này thì mới hiểu và cảm nhận rõ rệt được không khí ấy. Sự sôi động đến từ khắp nơi, trên khán đài, ở dưới sân, từ phía các cổ động viên của Hoàng Gia Lai cho đến các cổ động viên của Sông Lam Nghệ An. Và ở dưới sân thì các cầu thủ của hai đội đang cống hiến những màn so tài thật sự đẹp mắt và hấp dẫn. Một tình huống lên bóng tốt của Sông Lam Nghệ An. Đường chuyền của Hector dành cho Plaza. Công Vinh. Kevin Bryan. Anh sẽ làm gì? Không vào! Câu trả lời mà Kevin Bryan đưa ra là một cú đá về phía góc xa nhưng Basay Apan đã cản phá kịp thời. Trận đấu đang diễn ra quá hay. Basay đã không mắc sai lầm nữa sau khi anh để Hector làm tung lưới. Kevin. Chúng ta vừa được xem lại cú đổ người xuất sắc của thủ môn Basay Apan sau một cú đá rất tinh tế của Kevin Bryan. Công Vinh. Trọng Hoàng.
Hector. Đường bóng rất tốt cho Đình Hoàng ở bên phía cánh phải. Trọng Hoàng. Đây là cơ hội phản công dành cho Hoàng Gia Lai. Đức Dương. Hoàng Thiên. Oseni. Trước mặt anh là Hoàng Thịnh. Một lần nữa thì Oseni quyết định thực hiện cú sút ngay. Cũng có thể hiểu được cho quyết định vừa rồi khi ở gần anh nhất chỉ có Đoàn Marcelo, nhưng Đoàn Marcelo cũng đang bị vây quanh bởi những hậu vệ của Sông Lam Nghệ An. Sau khi để đội chủ nhà ghi bàn gỡ hòa thì bây giờ đến lượt Sông Lam Nghệ An dâng cao đội hình. Calvin Bryan. Đội khách cũng đang gây ra một sức ép đáng nể về phía khung thành của Barcelona. Sự thay đổi người bên phía đội chủ nhà. Cầu thủ mang áo số 32 Phạm Thanh Tấn sẽ vào sân. Và anh sẽ thay thế cho cầu thủ mang áo số 11 Lê Hoàng Thiên, tác giả của bàn thắng gỡ hòa trong trận đấu này dành cho Hoàng Gia Lai. Cú đá phạt trực tiếp chính xác là dấu ấn cuối cùng mà Hoàng Thiên để lại trên sân Pleiku trong trận này, khi mà anh đã xuống sức trông thấy. Oseni. Hector. Calvin. Bùi Văn Long. Oseni. Đường bóng không vượt qua được Đình Hoàng. Những sự thay đổi người liên tiếp đến từ phía hai đội. Bây giờ đến lượt câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An có sự thay đổi người. Công Vinh sẽ ra nghỉ và thay cho anh là cầu thủ mang áo số 11 Trần Phi Sơn. Một sự thay đổi người quen thuộc của Sông Lam Nghệ An ở mùa giải năm nay, khi trong khoảng 10 phút cuối cùng, Phi Sơn thường là cầu thủ được sử dụng để thay thế cho Công Vinh. Oseni. Ngoài trừ tình huống để cho Hoàng Gia Lai ghi bàn từ quả đá phạt trực tiếp thì các hậu vệ của Sông Lam Nghệ An cùng với thủ môn Nguyên Mạnh đã chơi rất chắc chắn. Sự thay đổi người bên phía câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Đức Dương sẽ ra nghỉ và cầu thủ mang áo số 24 Lê Duy Thanh đã được vào sân để thay thế cho Đức Dương. Trọng Hoàng. Cho đến những phút cuối này thì Trọng Hoàng vẫn duy trì được một nền tảng thể lực rất tốt. Trận đấu đang đi theo kịch bản của mùa giải trước trong cuộc đối đầu giữa hai đội trên sân Pleiku. Sông Lam Nghệ An dẫn trước, sau đó Hoàng Gia Lai gỡ hòa và trận đấu kết thúc với tỷ số hòa. Mùa giải năm ngoái trên sân Pleiku, trong trận đấu ở vòng 20, hai đội đã hòa nhau với tỷ số 2 đều.
Lê Duy Thanh. Văn Phò. Trong hiệp 2 này thì Hector đang chơi rất nổi bật ở khả năng tranh chấp bóng và phát động tấn công cho Sông Lam Nghệ An. Đoàn Marcelo, Phùng Văn Nhiên. Bóng lại được dành cho Oseni. Phùng Văn Nhiên. Oseni. Đúng là khả năng bọc lót của các hậu vệ Sông Lam Nghệ An là rất tốt. Vừa rồi thì Quế Ngọc Hải cũng đã lui về kịp thời. Ông Choi Eun-gyum muốn cao trò của mình dâng cao hơn nữa để tấn công. Đây đang là những phút cuối cùng của trận đấu trên sân Pleiku giữa Hoàng Gia Lai và Sông Lam Nghệ An. Kevin Bryan rất khỏe và rất tỉnh táo ở trong tình huống tranh chấp. Trong hoang. Đến lượt Trong Hoang bị đau. Đây là trận đấu mà các cầu thủ của hai đội đều thi đấu với nỗ lực cao nhất của mình và với tất cả những gì đã có. Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An có sự thay đổi người tiếp theo. Cầu thủ mang áo số 24 Quế Ngọc Mạnh sẽ vào sân để thay thế cho Đinh Đông. Phi Sơn và Ngọc Mạnh đều đã được huấn luyện viên Hữu Thắng sử dụng. Tiếp tục là một pha lấy bóng nhanh của Hoàng Gia Lai với đường truyền không thành công của Quý Sửu. Phùng Văn Nhiên. Trọng tài cho rằng bóng đã chạm vào tay của Văn Nhiên. Plaza. Hector rất gọn gàng. Cơ hội phản công cho Hoàng Gia Lai. Oseni. Hiệp 2 sẽ có 3 phút đá bù giờ. Những phút cuối cùng của trận đấu hấp dẫn giữa Hoàng Gia Lai và Sông Lam Nghệ An. Huấn luyện viên của hai đội đều đang ra sát đường biên để chỉ đạo cho cao trò của mình. Những phút cuối quyết định. Một kết cầu hòa cũng là một kết quả hoàn toàn xứng đáng và phản ánh đúng cục diện của trận đấu này.
Một sự thay đổi người khác bên phía Sông Lam Nghệ An. Sự thay đổi người cuối cùng của đội khách khi Hồng Việt đã vào sân. Những phút cuối cùng rất kịch tính. Oseni, Phùng Văn Nhiên rất khôn ngoan. Vẫn đang là Văn Nhiên. Trọng tài đã gọi cả Oseni lẫn Mạnh Hùng ra để nhắc nhở hai cầu thủ này. Xuyên suốt cả trận đấu thì cả Oseni lẫn Mạnh Hùng đã tạo nên những cuộc đối đầu tay đôi rất gay cấn. Đinh Hoàng. Oseni. Quả đá phạt góc dành cho Hoài Gia Lai. Oseni vẫn là người đưa ra những quyết định xử lý cá nhân táo bạo. Những phút giây mang đến cơ hội dành cho Hoài Gia Lai. Những giây cuối cùng của thời gian đã bù giờ. Bùi Văn Long là cầu thủ thực hiện quả đá phạt góc này. Đánh vào! Tỷ số là 2-1 dành cho Hoài Gia Lai. Đội bóng phố núi đang trên đường trở thành đội đầu tiên tại V-League giành được chiến thắng trước Sông Lam Nghệ An. Một trận đấu hay đến nghẹt thở, kịch tính đến tận những giây phút cuối cùng. Và là một trận đấu có thể nói là đong đầy biết bao cảm xúc tại phố núi Pleiku. Rất đáng tiếc đối với huấn luyện viên Hữu Thắng. Cao trò của ông đã có một trận đấu xuất sắc trên sân khách. Họ đã chơi chặt chẽ, chơi hợp lý. Nhưng đội chủ nhà lại đang thấy sự chính xác ở trong những tình huống dứt điểm. Trung vệ Khoan Đức Long là người đã bật cao đánh đầu trong sự ngỡ ngàng của toàn bộ các cầu thủ Sông Lam Nghệ An. Và dứt điểm tuyệt vời của Hữu Long. Đó là nút thắt của trận đấu. Những giây cuối cùng rồi. Và một chiến thắng đang ở rất gần đối với Hoàng Gia Lai. Tiếng còi của trọng tài đã vang lên. Trận cầu đỉnh của vòng 8 V-League 2013 giữa hai câu lạc bộ Hoàng Gia Lai và Sông Lam Nghệ An đã kết thúc. Tỷ số là 2-1 nghiêng về phía Hoàng Gia Lai và Hoàng Gia Lai đã trở thành đội bóng đầu tiên tại V-League mùa giải năm nay chặn đứng trước trận bất bại của Sông Lam Nghệ An.